네, 이게 나이 짤. 오, 예, 뭐야? 와우, 뭐? 에, 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 뭐야? Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sĩ Kẹo TV. Và ngày hôm nay đây mình mang đến cho mọi người một cái bất ngờ, đấy là hành động mới. Cái này là streamer Việt Nam được trải nghiệm trước nhá. Và phải nói là một hành động cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn luôn. Cái này thì kẹo không có nói phép nha mọi người. Thì chúng ta sẽ cùng xem nào. Kéo xuống dưới nhá, dài quá anh em ạ. Vào đây. Booyah, khao khát của mọi game thủ sinh tồn. Anh em thấy là có ngầu không ạ? Hay là các bạn lại bảo với mình là cái này không có ngầu? Yeah, phải nói là rất là xịn sò và yeah, yeah. Let's go thôi nhỉ anh em. Thì các bạn ở trong phòng chờ mình sẽ khoe cái hành động này. Wow, vui à, xịn đâu. Ui, nào, những người anh em hãy đến đây nào. Ô, nhưng mà những người anh em hầu như là lại không quan tâm là kẹo đang đứng ở đây luôn vậy. Buồn thế. Yeah, let's go. Lên nhạc là phải bắn cho nó lịch sự anh em ạ. Ngày hôm nay Sĩ Kẹo sẽ làm Sĩ Kẹo thanh lịch luôn anh em. Ui, mà bình tĩnh đi bạn ơi, bình tĩnh đi bạn ơi. Nào, em sao thế hả? Câu liệu qua cơ. Sợ quá nhở. Headshot rất là nhẹ nhàng, khổ lắm cơ anh em. Các bạn là thanh niên thì thích câu liệu qua để định ăn kẹo, nhưng mà ăn kẹo thì đâu có nổi anh em. Yeah, lấy nào, booyah. Wow, được không? Vừa booyah vừa cuốn máu lên anh em. Và đây là một cái hành động gọi là gáy sớm. Tức là như thế nào? Tức là yeah, ok, kiểu gì thì tôi cũng sẽ được top 1 thôi. Nên là các ông hãy cứ nhìn đấy mà xem, đúng không? Hãy cứ nhìn đấy mà xem mà yeah. Nào, để chơi anh em. Ui, mà không hiểu kiểu gì thằng bé nó gài mìn ngay trong nhà, như kiểu là thằng bé nó tính gài tôi vậy. Tôi cũng cảm thấy là wow, thông minh thế. Thế này thì tôi gặp toàn các cao thủ IQ 200 đầu óc có sạn để mà chơi game cơ. Sợ thật. Anh em thấy sợ không? Riêng kẹo là kẹo cũng bắt đầu cảm giác là hơi bị xoắn quẩy rồi đấy. Vâng, hôm nay thì với cái bộ trang phục lô nhện, ngoài ra thì tôi còn có mix thêm một đôi cánh gọi là thiên thần sa ngã ở đây. Anh em thấy không? Dao thì lúc nào cũng rực lửa, cũng như là bàn tay của tôi chơi game thì thôi rồi anh em. Bốc phét thế thôi chứ kẹo là chơi game hơi bị gà. Và hiện tại thì vẫn chưa có quân đoàn. Bây giờ thế này nhá, đính chính luôn là hiện tại thì đây là kênh phụ của Sĩ Kẹo nha. Và mong rằng thì các bạn cũng sẽ đăng ký kênh ủng hộ mình. Cơ bản là kênh chính nó mất đề xuất qua, và Kẹo làm video trên kênh đó thì không có tăng thêm lượng người đăng ký, cũng như là không có tiền. Mà không có tiền thì không biết là Kẹo sẽ sống như thế nào. Ủa, có thằng nào kìa. Yeah yeah yeah. Nên là các bạn xem video thì đừng quên để lại cho video một lượt like và ê, đăng ký kênh nhá. Thấy kìa, xuống xe. Chạy á, sợ quá nhở. Ôi bạn ơi, bạn ơi. Mà chạy thế là bạn dở rồi, bạn chạy thế là bạn dở rồi. Tôi nói rồi mà bạn không có nghe cơ. Yeah, và chúng ta có rất nhiều những cái trái bom kẹo ở đây. Wow, anh em đã sẵn sàng chưa? Nếu như anh em đã sẵn sàng thì từ từ nhá. Đợi kẹo xíu, đợi kẹo xíu. Ui, áo trắng, áo trắng. Áo trắng có làm anh em lo lắng không nhở? Áo trắng lên đường luôn này, khổ lắm cơ. Đấy. Ơ, thế là kẹo có một cái scope 4x, một cái ống ngắm 4x trang bị cho Sky, tuyệt vời rồi. Với lại thì mình có xài thêm giảm thanh nữa cơ mà. Thế nên là địch làm cách nào có thể nhìn thấy được kẹo vậy? Nói chung là địch người ta sẽ phát hiện ra kẹo khó hơn đó. Booyah. Nãy là hơi lát xíu này là kẹo quên đấy. Ăn mạng xong là phải dùng cái hành động booyah này. Lên, đúng không? Booyah, đúng không? Xịn không anh em? Đấy, lên một phát là phải booyah luôn. Đấy, khẳng định rằng là yeah, ngày hôm nay kiểu gì bố mẹ cũng win nhá. Đấy, coi chừng bố mẹ nha. Đấy, bố mẹ không phải dạng vừa đâu. Yeah. Và let's go thôi. Đây thì mình đang chơi cái con nhân vật ca. Vâng, rất ngắn gọn, chỉ một chữ thôi. Thế nên là ăn nấm đi anh em. Nhân vật ca thì cần nhất là cái lượng EP mà. Nhưng mà nếu như mà không có nấm thì chắc là cũng chịu thôi. Cơ bản thì trong video này là kẹo review cho anh em cái hành động mới. Hành động siêu hiếm luôn anh em ơi. Và chưa có mặt trên thế giới luôn. Xịn không, xịn không? Yeah, nhưng mà thôi, tranh thủ ăn nấm cái đã. tranh thủ thôi. Ê, trước mặt có người. Đây, anh em theo kẹo. Ui dồi ôi. Được rồi, thì bây giờ kẹo sẽ chạy qua cái căn nhà trường học này luôn nhá. Trốn đi đâu. Hôm nay có trốn nổi kẹo không đấy?
thề nhá. Mình cho bạn nhanh chân bạn chạy đi, bạn giỏi bạn chạy đi để mình coi nào. Này nhá, mình là mình chưa thấy bạn đâu đấy nhá, cứ bình tĩnh nào. Lòng vòng chỗ này, phía sau. Rồi anh em bình tĩnh, để kẹo coi nhá. Nào, úi dồi ôi, cái gì đấy? Này, cái gì đấy? mạng thứ tư dành cho sĩ kẹo đây rồi. Và wow, anh em nhá, đâu dưới này có thằng nào không? Hình như là có. Nó vừa ngay ở bên dưới căn nhà thì phải. Ê, bình tĩnh, không được vội vàng nha anh em. Cái này là phải hết sức bình tĩnh nhá. Ui này, cái kia, hết sức. Ôi quần cam dễ gì mà chơi với sĩ kẹo hả bạn ơi. Bạn quần cam ơi, bạn chơi thế này là bạn dở rồi. Tiếc cho bạn quá, nhưng mà thôi, sĩ kẹo cũng muốn lấy top 1 chứ bộ, nên là bạn thì kệ bạn thôi nhá. Cái MP5 thì mình sẽ không cần ống ngắm, các bạn là mình rất là ít khi bật ống ngắm của cái cây súng đấy lên. Buya, ăn mạng xong là phải biểu diễn luôn. xịn không, hành động này chưa có trên thế giới luôn nhá, chỉ có gọi là duy nhất các streamer Việt Nam thôi nhá, mà phải là người được chọn thì mới có nha anh em nha. Hình như là cái này là có 10 người duy nhất trên thế giới đang sở hữu cái hành động này. Anh em thấy chưa, trong suốt là chưa có mở bán đâu nhá. Nên là kẹo review trước cho anh em, xịn không. Yeah. Và nếu như các bạn thích cái phong cách nói chuyện của kẹo thì đừng quên là hãy comment và anh em muốn kẹo review cái gì nào. Mỗi hôm là kẹo review phim, còn hôm nay thì có thể là những video tiếp theo kẹo sẽ review youtuber này, youtuber kia, hoặc là những cái món đồ sự kiện các thứ. Anh em thích không? Anh em thích không nhá? Hướng dẫn sự kiện thì thôi rồi luôn anh em ơi. Zikaki game củ tạ phải gọi sĩ kẹo bằng cụ luôn anh em ơi. Sĩ kẹo hướng dẫn sự kiện thì thôi rồi. Bốc phét thì thôi anh em ơi, toàn những người anh em của mình thôi mà. Đấy, chém gió sương sương với anh em tí thôi. Mà riêng gì chứ về cái vấn đề bốc phét hay là vấn đề gọi là nổ pháo bùm 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 thì sĩ kẹo đơn giản thôi. Nhà sĩ kẹo gần trạm xăng cơ mà, đấy kế bên trạm xăng luôn. nhưng mà còn có 4 người anh em thế á. Rồi, ở dưới. Bất ngờ quá, bình tĩnh. Bạn ấy vừa headshot bạn nào đấy à? Sợ quá nhở. Rồi, hai trái lựu hai bên rồi, mình công thẳng ngay phía trước luôn. Ê, đứng lại. Ui, chạy là chạy làm sao? Chạy á? Thôi bạn ơi, thì là bạn dở rồi. Nào, lên. Đấy, buya. Được chưa? Còn hai mạng nữa sẽ kẹo win nhá. Yeah. Ồ, mình phải sửa cái giáp đã. Cơ bản là sau khi bắn xong cái thằng kia thì cái giáp mình yếu vậy. À, vào đây. Có cả nâng giáp à? Ồ, có giáp trúng nổ rồi. Ê, giáp trắng xịn luôn không ạ? Yeah, và anh em có thích cái hành động gọi là buya không nhỉ? Nếu mà anh em thích thì đừng quên là comment cái ý kiến của anh em nhé. Hoặc là nếu mà các bạn không thích, nhưng đơn giản các bạn gato với mình, với các youtuber Việt Nam, thì anh em có thể là comment ở đây để gato. Còn mình được sở hữu cái hành động này cơ mà. Đấy, nên là kẹo trải nghiệm cho anh em xem. Nào nhá. Bây giờ là còn lại mấy đứa đây? Còn hai đứa đây à? Wow, 1, 3, 4, 5. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Đánh rơi nhịp thứ hai. Đây nhá. Ê, ở trên này là ai không ta? Bằng quá. Ơ nhưng mà, có thính á. Mà bây giờ trang bị mình ngon lắm rồi, cần gì thính nữa. Hôm nọ còn nói với anh em là lần cuối mình sử dụng MP40, cơ bản là cái cây súng đấy, cảm giác bây giờ là bắn nó không ngon nữa anh em. MP5 mà có phụ kiện là sướng hơn nhiều nha. Yeah, và chắc là mình sẽ chạy qua xưởng cơ khí cho nó an toàn á. Đó, chạy ra ngoài này nè và... Ê... Không ai vậy? sao lại không có ai vậy ta? Chán thế. Đâu rồi, có hai đứa mà. Mà chúng nó tính trốn mình cơ, thế thì... Hảo, nào. Đâu rồi? Ê. Ui, đừng, anh. Em sợ anh ơi. Đừng anh ơi, em sợ nhá. Buya. Giỡn xíu thôi, không có sợ đâu. Úi đừng. Bạn ơi, bạn đừng làm như thế, đừng nhá. Bình tĩnh đi bạn ơi. Ngồi yên ở trên đi nhá. Úi nó bắn mình kìa, nó cứ bắn mình thôi. Ê đừng. Cái má, nó tính bắn mình cơ. Nào, có xuống. Thì rất là mà ai mình nhìn thì nó cơ anh em, không phải đơn giản đâu. Ui, dựng cái trái bông keo vậy. Ê, được chưa? Yeah. Có ai không? Như vậy là phía sau kẹo còn có người nữa cơ.
Ui, sợ quá. Yeah. Nào, đâu rồi, thử dựng thêm cái bông kem nữa cho nó chắc ăn anh em ạ. Không có vội được, tầm này không có vội được à? Yeah. Ê, ra đây bạn ơi. Thằng ở trên nó cứ bắn. Thằng ở trên nó cứ bắn tớ được các cậu ơi. Ui đừng. Đừng nhá anh nhá em ơi. Em ơi, anh sợ. Thôi bốc phe này thôi. Phải là anh ơi em sợ mới đúng chứ, các bạn cuống quá nói chuyện líu hết cả lưỡi rồi. Ê, đâu nhỉ? Ui, đừng có câu liệu được. Ui, dựng cái bom keo cho nó chắc ăn anh em ạ. Tầm này là cứ phải ăn chắc bền nữa. Ui, bỏ mẹ. Hai đứa chúng nó solo với nhau, mình ở đây mình sợ vết cái trượng. Ê, này. À, hình như là bây giờ thằng bé lộ chân rồi anh em ơi. Rồi, chết con mẹ mày này. Ui ôi, thế là lên bảng điểm số rồi á. Vậy là còn lại một đứa anh em. Anh em thấy thằng còn lại chưa? Thôi bu ra cái. Ôi bạn ơi, người anh em thất lạc của tôi, bạn đang đâu rồi? Cái má không có thấy hả? Người anh em thất lạc của tôi, bạn đang đâu rồi? Ê, thấy rồi nhá. Ê, này đừng có chạy. Nào, đứng lại. À, hôm nay là bạn gặp tôi là bạn xác con mẹ nhà mình định. Ui, đừng có bắn người ta nhá. Còn mỗi một trái bóng keo thôi. Dựng nhanh, thí sợ bách. Này, đứng sau ok đi. Đừng để tôi mà cáu lên là thôi xong, tôi cho bạn xác định nhá. Nè, đứng yên. Này, chạy. Ôi. Yeah, booyah. Wow, tuyệt vời. Ê, booyah. Anh em ơi, đừng quên đấy là hãy đăng ký kênh Xích Kẹo TV nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em sau.